Tiếp theo là ví dụ 12 trong cái phần ma trận phù hợp và ma trận nghịch đảo. Đề bài cho cái ma trận AB là hai ma trận thỏa mãn A nhân B thì nó bằng cái ma trận có các phần tử 5, 11, 11, 25. Và ma trận B nhân A là ma trận có các phần tử x, 14, 14, y. Và đề bài yêu cầu chúng ta tìm cái x và y và đồng thời tìm cái ma trận A và ma trận B nó thỏa mãn cái dữ kiện trên. Thì đây là một cái bài toán mà đã thi trong cái đề thi rất là lâu rồi. Có thể là của K51, 52. Thì để giải bài toán này thì chúng ta sẽ xem xét về hai ma trận AB này. Rõ ràng là tích AB và tích BA nó đều là các ma trận vuông cấp 2. Do đó mà AB, hai ma trận A và ma trận B này cũng phải là các ma trận vuông cấp 2. Và AB là một mà là hai ma trận vuông cấp 2 rồi thì chúng ta cũng có được đấy là det của AB thì nó chính bằng det A nhân det B và det của BA cũng chính bằng det B nhân det A nên định thức của ma trận A nhân B thì chính bằng định thức của ma trận B nhân A. Và thêm nữa hai ma trận AB và BA thì có vết bằng nhau nên từ đó chúng ta sẽ thành lập được một cái hệ vương trình. Thì định thức của ma trận A nhân B thì chính là bằng 5 nhân 25 mà trừ đi 11 nhân 11 chính bằng 125 trừ 121. Mà chính là bằng x nhân y mà trừ đi 14 bình phương thì chính bằng x nhân y trừ 196. Vết của ma trận A nhân B chính là tổng các phần tử trên đường chéo chính là bằng 5 cộng 25. Còn vết của ma trận B nhân A chính bằng tổng các phần tử trên đường chéo chính là chính bằng x cộng y. Vậy chúng ta thành lập được mối hệ vương trình là x nhân y thì bằng 200 và x cộng y thì bằng 30. Chúng ta rút y ở cái phương trình thứ hai, chúng ta thế vào phương trình thứ nhất, chúng ta giải ra được x. Sau đó thì chúng ta thay vào phương trình thứ hai, chúng ta giải ra được y. Thì giải hệ này chúng ta thu được hai nghiệm đối xứng có dạng đấy là x bằng 10, y bằng 20 hoặc là x bằng 20, y bằng 10. Thì đầu tiên thì chúng ta xét cái trường thứ nhất. Chúng ta xét đến cái trường thứ nhất, đấy là trường x bằng 10 và y bằng 20. A là ma trận vuông cấp 2 nên chúng ta gọi ma trận A nó có dạng có các phần tử A, B, C, D. Mà trong đó thì nó phải thỏa mãn điều kiện đấy là định thức của ma trận A tức là AD mà trừ BC nó phải khác không. Nó phải thỏa mãn điều kiện này thì rõ ràng rồi vì chúng ta thấy được là ma trận A nhân ma trận B ấy. Ma trận A nhân ma trận B thì nó chính là bằng 5, 11, 11, 25 nên định thức của ma trận A nhân định thức của ma trận B thì chính là bằng 4. 4 nó khác không nên là định thức của ma trận A phải khác không và định thức của ma trận B cũng phải khác không để thỏa mãn các điều kiện ở trên. Như vậy từ cái dữ kiện đến là AB thì bằng 5, 11, 11, 25 thì chúng ta có được thì chúng ta sẽ nhân cái ma trận A vào phía trước hai cái ma trận này thì A trừ 1 nhân A thì bằng E. E nhân B thì bằng B. Và chúng ta nhân A trừ 1 ở phía bên trái rồi. Chúng ta nhân thêm về bên phải nữa. Thì chúng ta có B thì bằng A trừ 1 nhân với cả 5, 11, 11, 25. Thêm nữa từ ma trận B nhân A bằng 10, 14, 14 và 20 thì chúng ta cũng nhân ma trận A mũ trừ 1 ở phía bên phải. Thì chúng ta nhân vào bên phải của vế trái thì cũng nhân vào phía bên phải của vế phải. Thì chúng ta có A nhân A trừ 1 thì bằng E. B nhân E thì bằng B. Còn chỗ này thì phía vế bên phải chúng ta có được 10, 14, 14, 20 mà nhân với ma trận A trừ 1. Rõ ràng là hai ma trận B thì không thể nào mà khác nhau được. Vậy hai ma trận bằng nhau tức là chúng ta có được A mũ trừ 1 nhân 5, 11, 11, 25 thì nó phải bằng cái ma trận 10, 14, 14 nhân 20, 14, 20 và nhân với cả ma trận A mũ trừ 1. Thì bằng một cách là chúng ta nhân vào hai vế của cái đẳng thức này ma trận A. A trừ 1 nhân A thì nó là bằng E. Ma trận này nhân ma trận E thì bằng chính ma trận này. Thì ta nhân vào phía bên phải đây nữa thì chúng ta thu được cái ma trận này. Thì thêm nữa chúng ta nhân tiếp vào phía bên trái của hai cái đẳng thức này ma trận A. Thì A nhân A trừ 1 thì bằng E. Như vậy thì E mà nhân ma trận này thì chính là bằng ma trận này. Và thêm nữa thì nhân vào phía bên trái của này rồi chúng ta nhân vào phía bên trái của ma trận này và chúng ta thu được cái đẳng thức đấy là
ma trận 5 11 11 25 nhân a thì bằng a nhân với cả 10 14 14 20. Ở trên thì chúng ta gọi ma trận A là có các phần tử ABCD nên chúng ta thay vào. Thì chúng ta nhân ra thì chúng ta có được 5 nhân 11 thì bằng 5 dòng thứ nhất nhân A nhân cột thứ nhất thì có được cái 5A cộng 11C. Dòng thứ nhất mà nhân với ở cái cột thứ hai có được 5B cộng 11D. Dòng thứ hai mà nhân với cột thứ nhất thì chúng ta có được 11A mà cộng 25C. Dòng thứ hai mà nhân với cột thứ hai chúng ta có được 11B mà cộng 25D. Thì tương tự bên này chúng ta có cũng có các phần tử như thế này. Hai ma trận bằng nhau thì tức là các cái phần tử ở các vị trí tương phải bằng nhau. Tức là 5A cộng 11C phải bằng 10A cộng 14B. 5B cộng 11D phải bằng 14A mà cộng với 20B. Và tương tự thì hai cái phần tử này cũng bằng nhau và chúng ta thu được một hệ vương trình có 4 ẩn và 4 vương trình. Và chúng ta chuyển hết về phía bên trái. Chúng ta rút A và B ở hai phương trình đầu tiên và chúng ta sẽ tiến hành giải cái hệ hai ẩn này, cái hệ hai ẩn AB này theo các ẩn C và D. Thì khi đó chúng ta sẽ thu được A nó sẽ bằng trừ đi 11, nó sẽ bằng trừ đi 15C cộng 14D mà chia 11. B thì sẽ bằng B thì lúc này sẽ bằng 14C mà trừ đi 5D mà chia cho 11. Mà hai cái nghiệm này thì nó lại thỏa mãn hai phương trình ở dưới. Nên cho nên là cái hệ 4 phương trình này nó sẽ tương đương với cả cái hệ hai phương trình này. Và từ đó thì chúng ta sẽ gán cái giá trị C ăn 11 alpha cho C và 11 beta thì cho D. Thì từ từ đó thì thay vào cái hệ này thì chúng ta thu được A nó chính là bằng trừ 15 alpha mà cộng 14 beta. B thì chính là bằng 14 alpha mà trừ đi 5 beta. Và chúng ta thể kết luận được cái ma trận A lúc này nó có dạng đấy là A thì là bằng trừ 15 alpha cộng 14 beta. B thì là bằng 14 alpha mà trừ 5 beta và C là bằng alpha, D là bằng C là bằng 11 alpha. Còn D chính là bằng 11 beta. Và trong đó thì cái giá trị alpha và beta nó phải thỏa mãn dữ kiện đấy là định thức của ma trận A nó phải khác không. Và một cách tương tự thì chúng ta có thể tìm được ma trận B. Còn đối với trường 2 đấy là x bằng 20 và y bằng 10 thì chúng ta có thể làm tương tự được.